Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ lâu lắm rồi tôi mới thực hiện một video clip để cùng quý vị tâm sự tản mạn về những thú vui cũng như những bí ẩn trong quá trình chơi audio. Các bạn thân mến, trên thị trường hiện nay có rất nhiều những dòng loa bãi do các nhà sản xuất đã tạo ra từ những năm trước đây. Và trong quá trình chơi audio có rất nhiều người vẫn miệt mài đi tìm. Điều đó thể hiện sức nóng của các thiết bị mà các nhà sản xuất đã tạo ra từ nhiều năm trước. Các bạn biết là chơi audio ngoài giá trị hữu hình, chúng ta cầm, sờ, nắn, nghe được, thì nó còn có những giá trị vô hình nữa. Đã có nhiều video clip tôi nói sâu về vấn đề này. Quý vị biết là khi nhà sản xuất tạo ra một sản phẩm trên thị trường, bao giờ cũng thế, người ta ngoài việc cân đo đong đếm tính đến yếu tố lợi nhuận thì người ta cần một đội ngũ CEO, tức là sale, người ta quảng cáo và tiếp thị những sản phẩm này đến người tiêu dùng. Các bạn biết là trong quá trình chơi audio thì chúng ta cũng miệt mài tìm để thưởng thức và chúng ta cũng cần phải hiểu về những cái giá trị vô hình mà những thiết bị đem lại cho chúng ta. Tuy nhiên thì các bạn biết là trong quá trình tiếp nhận các thông tin từ marketing, từ CEO, nó sẽ tạo ra sự sai lệch, sự sao chép thông tin sai lệch mà các cụ quen gọi là tam sao thất bản. Có những thông tin không chính xác đã làm cho người tiêu dùng bị ảo tưởng và chúng ta phải chi ra một khoản tiền không đáng có để mua những thiết bị thực ra nó lại không đạt được như chúng ta mong muốn. Vậy cụ thể trong trường hợp hôm nay tôi muốn đề cập là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng dõi theo. Tất cả mọi yêu cầu về mua sắm cũng như tư vấn phối ghép xin gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Quý vị và các bạn có nhu cầu sửa chữa các thiết bị audio hãy gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới của màn hình. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị tôi bày ra 3 thiết bị mà tôi sẽ nói sâu. Thì các bạn đang nhìn thấy trước mắt đó là cặp loa JBL-65A của Mỹ. Và các bạn nhìn thấy âm ly, đó là âm ly Acuphase E405. Và đầu CD đó là Denon 1500AE. Quý vị và các bạn thân mến, bên tay trái các bạn nhìn thấy đó là dây tín hiệu bạc của Thụy Điển. Nó là dây bãi có giá 600.000 đồng một mét. Và bên tay phải các bạn nhìn thấy đó là dây tín hiệu bãi, đó là dây đồng được sản xuất tại Đức có giá 500.000 đồng một mét. Quý vị và các bạn thân mến, cặp loa trước mắt quý vị và các bạn là cặp loa JBL-65A. Nó sử dụng một bát 30 màng giấy gân mút loa chung giấy và một chép mạ tinh thể MD kim cương. Người ta gọi nó là chép kim cương. Cặp loa này có giá 62 triệu đồng. Và các bạn nhìn thấy âm ly Acuphase E405 tuyệt đẹp, có giá 60 triệu đồng. Chiếc đầu CD Denon 1500AE các bạn đang thấy trước mắt có 3 tính năng. Một là chạy được nhạc qua USB, thứ hai là chạy CD và thứ ba có khả năng giải mã, nó là một chiếc đầu giải mã. Và chiếc đầu này có giá 21 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ nói về dòng loa JBL-65A và 65 Dubai. Hiện nay các bạn thấy ở thị trường Việt Nam phổ biến hai mẫu, đó là mẫu loa JBL-65A và 65 Dubai. Tôi đều có hai mẫu này. Có rất nhiều anh em nhắn tin hỏi tôi về dòng loa JBL-65A và 65 Dubai có gì khác nhau. Thì ở chương trình hôm nay xin vén màn sự thật để cùng quý vị và các bạn tìm hiểu về hai mẫu này. Các bạn thân mến, trước hết nói về cặp loa trước mắt đã, đó là cặp loa JBL-65A. Đây là cặp loa được hãng JB cho ra đời vào năm 1978 với giá trên 200.000 yên Nhật bán vào thị trường Nhật. Và các bạn thấy đây là một dòng loa đã được cải tiến nâng cấp rất nhiều từ dòng JBL-65 Dubai. Đối với mẫu JBL-65 Dubai được JB tung ra đời vào năm 1975 và ngay lập tức nó nhận được rất nhiều sự quan tâm của người chơi audio ở Mỹ, ở Nhật, ở châu Á và ở châu Âu. Và tiếp theo đó thì các bạn thấy tiếp thu những ý kiến phản ánh của những người chơi audio chuyên nghiệp, đặc biệt là từ các kỹ sư. Thì quý vị và các bạn thấy JBL đã ngay lập tức tung ra mẫu 65A trước mắt quý vị và các bạn để thay thế cho mẫu 65 Dubai. Trên cơ sở kế thừa tất cả những tinh hoa từ dòng JBL-65 Dubai trước đây, mẫu JBL-65A này đã khắc phục được tất cả những tồn tại hạn chế, những nhược điểm của dòng 65 Dubai. Ví dụ như khi các bạn chơi Dubai thì các bạn biết rồi, nó có một số cái hạn chế, đó là sự cộng hưởng ở sóng âm phía sau màng loa với lòng thùng và cái việc khắc phục sóng đứng chưa được triệt để.
cho nên mẫu 65A này đã khắc phục được tất cả những yếu tố đó. Và các bạn thấy là đối với mẫu JBL65A cũng như 65 Dubai nó có 3 đời. Đời thứ nhất sử dụng củ 122A, đời thứ hai sử dụng một củ 126A và đời thứ ba sử dụng một củ 129H. Thì đối với mẫu sử dụng củ 122A và 126A, nó sử dụng nam châm Anico. Và các bạn biết rồi, nam châm Anico thì có thế mạnh đó là tạo ra chất âm rất là phiêu lãng, mềm mại, ngọt ngào và sâu lắng. Còn đối với những cái mẫu sau này thì các bạn thấy là củ của nó sẽ tạo ra tiếng bass đậm đà hơn một chút, nhưng các bạn thấy chất âm của nó thiếu đi cái sự nồng nàn lãng mạn. Bây giờ tôi sẽ nói về các thông số giữa JBL 65 Dubai và 65A. Thì các bạn nhớ cho tôi là JBL 65 Dubai được sản xuất trước, được sản xuất vào năm 1975. Và JBL 65A được sản xuất sau, được sản xuất vào năm 1978. Thì các bạn thấy là đối với JBL 65 Dubai, nó có độ nhạy là 91 dB, công suất cực đại 75W, trở kháng 8 ohm, mỗi một thùng nặng 30 kg. Và đối với mẫu JBL 65A cũng có trọng lượng là 30 kg, cũng có công suất cực đại là 75W, cũng có trở kháng là 8 ohm và độ nhạy của nó là 89 dB. Như vậy chúng ta thấy có sự khác biệt một chút về độ nhạy. Các bạn thấy rất rõ là đối với những dòng loa có độ nhạy thấp thì các bạn kiếm được âm ly đánh với nó, bao giờ chất âm của nó cũng tuyệt vời hơn những dòng loa độ nhạy cao. Đó là một thực tế và đối với những người chơi audio chuyên nghiệp chúng ta đều biết cái điều này. Các bạn kiểm chứng bằng quá trình các bạn chơi những cặp loa của Đan Mạch, của Thụy Điển hay của Nga hay của Mỹ mà các bạn thấy cái độ nhạy của nó thường khoảng tầm 87 đến 89 dB. Thì các bạn thấy đây là những dòng loa khi các bạn ghép được ra đúng tiếng của nó thì ít người muốn bán những cặp loa đó lắm. Các bạn thấy đó là một cái thực tế mà phải trải nghiệm, trải qua thực tế chúng ta mới biết. Độ nhạy càng cao thì các bạn thấy là nó càng dễ bị nhiễu những cái tạp âm từ các con tụ, từ các dây dẫn trên đường truyền, từ các yếu tố ngoại vi. Điều này thì tôi đã có rất nhiều những video clip nói với các bạn từ trước đến nay. Và thứ nữa thì các bạn thấy là đối với dòng JBL 65A thì khi các bạn tháo ra các bạn nhìn, nói về củ bass đã, thì thằng JBL 65 Dubai do được sản xuất trước và người ta đã sử dụng cái nam châm rời, tức là người ta ghép cái nam châm, cục nam châm ở phía sau ấy, người ta ghép vào cái bộ xương loa và người ta cố định bằng những con ốc ở xung quanh, tức là dùng ốc để cố định nam châm vào phần gông loa, tức là phần xương loa đấy. Cho nên là cái quá trình hoạt động lâu dài nó tạo ra cái sự sai lệch. Đó là lý do tại sao những người chơi 65 Dubai thường thỉnh thoảng thấy loa bass bị sát cốt, cái tỷ lệ sát cốt sẽ cao hơn. Điều này ít người biết. Và thứ hai nữa các bạn, tháo củ loa của dòng JBL 65A ra, các bạn đã thấy nhà sản xuất khắc phục hiện tượng đó bằng cách sử dụng củ nam châm đúc liền xương. Tôi nhắc lại các bạn nhé, sử dụng nam châm đúc liền xương để tạo ra nam châm vĩnh cửu cố định với xương loa. Và các bạn thấy hầu như không có sự sai lệch trong quá trình hoạt động của loa bass. Đó là một cái lợi thế lớn của 65A trước mắt quý vị và các bạn so với 65 Dubai. Thứ nữa, các bạn soi về phân tần. Nếu như bạn nào có điều kiện tháo phân tần của JBL 65A và 65 Dubai ra các bạn soi, các bạn nhìn phân tần của JBL 65A ấy, gấu hơn rất là nhiều. Nó sử dụng tới 3 cuộn cảm. Tác dụng của cuộn cảm là gì ạ các bạn? Cuộn cảm nó có tác dụng đó là tạo ra cảm kháng, lọc bỏ tất cả những nhiễu động trong quá trình truyền điện áp từ âm ly, tức là từ thiết bị khuếch đại đi vào loa. Và tất cả những cái cuộn cảm này sẽ có cái vai trò đó là hạn chế tín hiệu cao đi qua và giữ ổn định, tạo dòng, giữ ổn định cho cái tiếng trầm hoạt động được bền bỉ trong nhiều giờ liên tục, không có hiện tượng méo tiếng ở dài trầm. Các bạn tháo phân tần của 65A ra, các bạn thấy nó gấu hơn phân tần của 65 Dubai rất nhiều. Và thứ hai nữa, nếu như ở dòng JBL 65 Dubai do được sản xuất trước và phân tần của nó được đặt đứng, người ta gắn ở sau của cái thùng loa, tức là cái tấm ván phía sau của thùng loa. Chính vì vậy mà các bạn thấy trong quá trình di chuyển và về lâu dài thì nó sẽ chịu tác động của trọng lực và nó sẽ có hiện tượng sai lệch, thậm chí là rơi xuống. Điều đó thì các bạn thấy nó ít xảy ra nhưng về nguyên tắc chúng ta biết điều đó. Và các bạn mở thùng của JBL 65A này ra, các bạn sẽ thấy phân tần của nó đã gấu hơn rồi nhưng nó lại được đặt nằm ở cái tấm ván ở dưới đáy, ở mặt dưới. Chính vì vậy mà nó không bị tác động bởi trọng lực giống như là thằng phân tần của thằng JBL 65 Dubai như tôi vừa nói ở trên.
Các bạn thân mến, hiện nay trên thị trường thì do những cái mánh khóe của những người lái buôn và đặc biệt là do cái hiệu ứng quảng cáo, người ta đã tạo ra những cái dòng dâu dài, dâu ngắn, rồi bát huyết, trung mỡ gà. Các bạn nhớ nhé, tất cả những cái đó đều là những yếu tố mà nhà sản xuất tạo ra, không phải là để người ta nâng giá giống như những anh em người ta lái buôn. Thì các bạn nhớ là khi mà quảng cáo một cái sản phẩm ấy, thì nó chỉ cần có một cái yếu tố khác biệt thôi, thì rất nhiều những người bán hàng người ta không có tâm thì người ta sẽ thổi nó lên và nâng giá. Các bạn nhớ là như vậy. Không phải anh em bán lẻ như chúng tôi đâu, kể cả những người bán đồ. Đấy, các bạn thấy điều đó là cái điều mà các bạn khi đi mua sắm thì các bạn phải lưu ý. Và đối với dòng JBL65A trước mắt các bạn ấy, các bạn có thể ghép bằng các dòng âm ly sau đây. Một là các bạn có thể đánh bằng âm ly điển. Thứ hai là đánh bằng các dòng acouphase, ví dụ như 305, 303, 405, 406, 408, vân vân. Thì các bạn sẽ đạt được cái âm thanh như các bạn mong muốn. Các bạn nhớ là đối với những dòng JB mà có độ nhạy từ khoảng tầm 87 đến 90dB thì đây là một trong những cái dòng loa mà các bạn kiếm âm ly đánh với nó, phát huy được cái chất âm của nó thì các bạn sẽ thấy chất âm của nó huyền diệu hơn rất nhiều. Và tôi nhắc lại với các bạn, hiện nay tôi đang có cả hai mẫu JBL65A và 65 Dubai. Thì các bạn thấy ở trên màn hình của tôi nổi lên một số cái thông số giữa hai cái dòng JB65A và 65 Dubai để các bạn tiện theo dõi, so sánh. Và nếu như các bạn mà thấy yêu thích cái dòng nào thì các bạn mua. Nhưng đối với những mẫu JBL65 Dubai thì cá nhân tôi không hiểu tại sao, nhưng hiện nay giá của nó khá cao, khoảng tầm 68 đến khoảng 70 đến 71 triệu đồng với những cái cặp đẹp. Nhưng cá nhân tôi thì tôi lại không đánh giá cao 65 Dubai, bởi bản chất 65 Dubai là một model được sản xuất trước thằng 65A và phân tần của nó cũng không gấu bằng 65A. Và các bạn thấy là bát, trung, chép của nó sử dụng giống hệt như nhau. Đấy, thế các bạn thấy là chỉ có một điều duy nhất thôi trong thông số của nó, đó là thằng JBL 65 Dubai có độ nhạy là 91dB, trong khi thằng 65A là 89dB. Và các bạn thấy là cái khuynh hướng ở những năm 78 đến khoảng những năm 80 thì trên thế giới có một cái khuynh hướng đó là nghe nhạc với những cái giai điệu nồng nàn da diết và với cái tiếng bát của nó đánh uy lực. Rồi các bạn thấy một cái khuynh hướng nữa bên cạnh đó song hành, đó là cái dòng nhạc rộn ràng, ví dụ như là Aqua, như là Bonet, như là Modern Talking. Các bạn thấy thì chính vì vậy mà các hãng audio cũng tạo ra những sản phẩm có thể chơi được đa dạng. Một là chơi những dòng nhạc đồng quê trữ tình một cách luyến láy nồng nàn, và có thể chơi được những dòng nhạc mà các bạn thích sự rộn ràng. Thì các bạn thấy 65A có thể đáp ứng được cả hai cái yếu tố đó. Các bạn thân mến, một vài cái điều tôi lan man ở trên thì mong rằng các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn, và các bạn có thể đưa ra những cái comment bình luận của mình ở phía dưới. Còn đối với cá nhân tôi, bằng cái kinh nghiệm va chạm với các thiết bị từ rất nhiều năm và trên cơ sở tiếp thu trao đổi về ý kiến của rất nhiều những cái cao thủ trong việc chơi audio chuyên nghiệp, thì chúng tôi đều chung một cái nhận định mà tôi trình bày trong video clip này. Nếu như thấy sai mà có điều gì đó cũng chưa đúng thì các bạn có thể comment bình luận ở phía dưới. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.